tới rồi để có một cái làn da trắng căng bóng mịn màng không có nám, có tàn nhang, có đồi mồi thì các chị không thể bỏ qua cái nít này. Kiếm được một cái dòng kem mà vừa dưỡng da vừa chống nắng lại trang điểm nhẹ nhàng cho cái làn da của mình, giúp cái làn da của mình lúc nào cũng căng bóng và mịn màng. Các chị hãy xem cái nít này của em. Đây là một cái dòng kem chống nắng vật lý Lân Tân của Hàn Quốc với chỉ số chống nắng của nó là SPF 50 cộng PA 3 cộng, nó sẽ bảo vệ cái làn da của các chị lên tới 12 giờ. Tức là mỗi buổi sáng các chị chỉ cần dặm một lần duy nhất mà tới buổi chiều về các chị không cần phải đánh lại, mà cái làn da của các chị vẫn căng bóng và mịn màng. Ưu điểm của em nó là mỏng nhẹ tự nhiên, kiềm dầu kháng nước, không bớt, không dứt, không lộ phân kem, không trôi và không nem. Mùa hè này á, ngại nhất là cái tình trạng mà khi mà các chị sử dụng kem lên da mặt của mình á, mồ hôi của mình nó đổ ra, kem nó loang lổ trên da mặt của mình, nó bớt rất là mất thẩm mỹ. Em đã kiếm ra cho các chị một cái dòng sản phẩm á, mà giúp cho các chị vừa dưỡng da vừa chống nắng lại trang điểm mắt. Em sẽ test cái chất kem của nó để cho các chị thấy các chất kem của nó khi thoa lên da rất là mịn mướt, không hề lộ hết trên da mặt của mình á. Và đặc biệt á, ưu điểm của nó là không vón, không bí. Các chị vuốt qua vuốt về 30 giây chưa đầy 1 phút là kem nó sẽ hòa tan vào da của mình á. Nó không có để lại cái dấu hiệu vân kem ở trên da mặt của mình. Các chị không cần phải sử dụng kem nót, kem nền hàng ngày. Các chị sử dụng cho em một cái lớp nền này thôi, nó sẽ tạo cho các chị một cái lớp make up trang điểm nhẹ nhàng, giúp cho cái người đứng đối diện nhìn mình á, là không biết mình đang xài kem. Chất kem của nó là dạng sữa. Khi mà các chị thoa lên da là kem nó sẽ ăn hoàn toàn vào da của mình, nó không bết dứt, không lộ vân kem, kiềm dầu kháng nước và đặc biệt là không trôi không nem. Các chất kem của nó khi thoa lên da nó sẽ để lại một cái lớp philip trên da của mình, nó rất là đẹp. Em sẽ thoa một lửa bên để cho các chị cảm nhận, và đặc biệt đó, là các chị không cần phải vỗ, không cần phải đập, các chị chỉ cần vuốt qua vuốt về 30 giây chưa đầy 1 phút là kem nó sẽ ôm khít vào da mặt của mình, đồng thời nó nâng tông trang điểm nhẹ nhàng cho mình, giúp cho cái người đứng đối diện nhìn mình á, là không biết mình đang xài kem. Khi mà các chị thoa kem lên á, các chị cảm nhận thấy cái nền da của mình nó căng bóng và mịn màng. Bên đây mình chưa thoa thì các chị thấy cái nền da của mình nó tối màu hơn, nó khô, cái da của mình nó khô hơn. Ở trong cái kem này á, đặc biệt là nó sẽ cấp ẩm lại cho cái làn da của mình. Mùa hè này các chị mà muốn kiếm được một cái dòng kem á, vừa dưỡng da vừa trang điểm lại cấp ẩm cho cái làn da của mình, giúp cho cái nền da của mình nó lâu trôi, nó sẽ tạo cho các chị một cái nóc nền mỏng nhẹ tự nhiên, và đặc biệt là giúp cho cái người đứng đối diện nhìn mình á, là không biết mình đang trang điểm. Các chị nhìn thấy cái nền da của mình trước khi xài và sau khi xài á, các chị thấy để ý thấy cái nền da của mình nó trắng, không phải là nó trắng bạch trắng ảo mà nó trắng hồng cho mình ha. Nó giúp cho cái nền da của mình nó trắng hồng và lân tông nhẹ nhàng, giúp cho các chị có một cái nền da rất là đẹp khi mà mình sử dụng cái dòng kem này. Thì giá của cái sản phẩm này á, là em đang có một cái chương trình tri ân cực kỳ cho các chị trong mùa hè này. Các chị muốn có một cái nền da đẹp, các chị thấy trước khi xài và sau khi xài các chị thấy cái nền da của mình nó rất là ưng ý. Em nói 10 khách xài nhận hàng á, test cái chất kem này lên da là 10 khách ưng ý cả 10. Các chị thoa cái nền da lại lên á, là nó tạo cho mình một cái lớp make up rất là mỏng nhẹ tự nhiên, và đặc biệt là các chị nhìn cái nền da của mình nó không có lộ vân kem, nó không có bớt rứt trên da mặt của mình. Kem nó sẽ hòa tan vào da của mình rồi, nó hòa nhập vào da của mình, nó tạo cho mình một cái lớp căng bóng và mịn màng, giúp cho cái nền da của mình nó mỏng nhẹ tự nhiên. Hàng ngày các chị sử dụng cho em cái này là các chị quên xài kem dưỡng của mình. Sử dụng cho em cái dòng kem này là các chị không muốn xài kem dưỡng và các chị cũng không cần phải xài kem dưỡng nữa, bởi vì trong đây có thành phần kem dưỡng cho mình luôn rồi. Với chỉ số chống nắng của nó là SPF 50 cộng PA 3 cộng, nó sẽ bảo vệ cái nền da của các chị 12 giờ. Tức là buổi sáng hàng ngày các chị chỉ cần đánh một lần duy nhất, tới chiều về các chị không cần phải dặm lại, mà cái nền da của các chị nó không có xuống màu, nó không bị loang lổ trên da mặt của mình, kể cả mồ hôi của mình nó có đổ ra thì cái nền da của các chị nó vẫn căng bóng và mịn màng. Các chị thấy trước khi xài và sau khi xài cái nền da của mình nó căng, nó mịn, và nó đặc biệt á, ưu điểm là nó trắng hồng, nó không có trắng ảo, không có trắng bạch. Hàng ngày các chị xài đi làm, đi chợ này, đi tiệc, đi chơi này, đi sinh nhật đầy tháng thôi lôi, các chị chỉ cần sử dụng cho em một cái dòng kem này thôi là các chị đã xinh xinh cả. Cái giá lúc trước em đang bán á, một tip này á là 250.000 một tip. Hôm nay á mùa hè tới
Thì em sẽ lên live và có một cái chương trình cực kỳ ưu đãi cho các chị. Khi mua hàng hôm nay, giá của sản phẩm em sẽ tri ân cho các chị là 99k. Các chị sẽ nhận về hai tip chống nắng. Một, dung tích của nó là 60ml, các chị sử dụng liên tục hàng ngày là 2 tháng mới hết. Nên là các chị tranh thủ mua 2 tip, 4 tip mình để dành. Cái chất kem của nó là dạng sữa. Khi mà các chị thoa lên là các chị thấy cái nền da của mình nó căng bóng và mịn mướt. Đặc biệt là không lộ vân kem, kiềm dầu, kháng nước và không trôi, không nem. Với chỉ số chống nắng của nó là SPF 50 cộng PA 3 cộng. Nó sẽ bảo vệ cái nền da của các chị. Trong những cái ngày hè này, các chị có thể đi tiệc, này đi chơi, đi sinh nhật đầy tháng. Hàng ngày các chị sử dụng, nó sẽ tránh được cái tình trạng như là tránh tia UV nè, tránh khói bụi nè, tránh ánh sáng xanh nè, sẽ giúp bảo vệ cái làn da của mình, ngăn ngừa nám, tàn nhang, đổi mồi. Các chị muốn có một cái nền da trắng hồng, căng bóng, mịn màng và không có nám, có tàn nhang thì các chị hãy sử dụng cho em cái dòng kem chống nắng này. Nó sẽ bảo vệ cái làn da của mình, đồng thời make up trang điểm nhẹ nhàng, nâng tông, giúp cho cái nền da của mình nó căng bóng và mịn màng, giúp cái nền da của mình nó khỏe trước khi xài và sau khi xài. Các chị thấy cái nền da của mình nó trắng hồng, mịn mướt, 10 người xài là 10 người mê. Nhận hàng các chị test chất kem mà các chị không mê, không mua lại. Các chị cứ vào cửa hàng đi, các chị thấy sản phẩm, khi mà khách nhận hàng về là đánh giá rất là tốt và đánh giá sản phẩm rất là ưng ý, nên các chị cứ yên tâm. Các chị mua 2 tip, 3 tip mình để dành. Giá của nó đang có cái chương trình ưu đãi cho các chị là chỉ có 99k, mà các chị nhận về 2 tip kem chống nắng vô cùng rẻ, xài rất là sướng, xài rất là đã. Các chị muốn có một cái nền da khỏe, muốn cái da của mình nó không có nám, có sạm, có tàn nhang, có đồ mồi, thì các chị gây ngay cho em cái tip kem chống nắng này đi. Đảm bảo các chị xài 10 người xài là 10 người khen. Các chị xài xong là còn giới thiệu cho người thân và bạn bè của mình mua thêm nữa.